Xin chào anh em, em là Tú, chuyên gia lô đồng hồ Thụy Sĩ si chính hãng Và hôm nay em sẽ trên tay giới thiệu đến với anh em mình Một chiếc đồng hồ có thiết kế xe mặt 36 thuộc bộ sưu tập đất chốt Về phần mặt số của chiếc này thì chúng ta sẽ có mặt số màu nâu, trầm ấm Và với họa tiết những bông hoa lăm cánh rất là đẹp và tài lộc trên cái phần mặt số này nhá Đi kèm với đó chúng ta sẽ có cọc số góc 6 giờ và góc 9 giờ sẽ được thiết kế kiểu dạng cọc số Arabic rất là to và được gắn những viên kim cương đẹp nhất đã được hãng tuyển chọn và với chiếc đồng này thì sẽ là một chiếc đồng hồ đa qua sử ạ tình trạng thì vẫn còn rất là mới bén đẹp ở mặt thật phần thân vỏ và phụ kiện đi kèm chúng ta sẽ có đầy đủ như sau hộp gỗ và bộ sổ thẻ đi kèm ở đây em sẽ có một cái tấm thẻ bánh chính hãng cũng như là cái tấm thẻ chứng nhận về uh, mã máy số seri đi kèm ở uh, mặt sau của tấm thẻ này chúng ta sẽ thấy được đó là dấu đã mua và ngày kết bảo hành 26 tháng 7 2018 nhá và với chiếc ngoài thì sẽ được bảo hành chính hãng theo thời gian của nhà Rex thì đó là 55 và sẽ được bảo hành chính hãng đến tháng 7 2023 đến đến thời hiện tại thì cũng đã hết bảo hành miễn phí tại hãng rồi nhưng khi mà anh em giao lưu tại cửa hàng của em nhá thì em vẫn sẽ bảo hành cho anh em mình đó là 25 và trong năm đó thì em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như là chi phí nếu cần bảo dưỡng service để anh em mình có thể yên tâm trải nghiệm nhé và bên em thì chỉ bán hàng chính hãng mà thôi anh em nhà mình có thể qua trực tiếp cửa hàng của em ở hà nội hoặc thành phố hồ chí minh hoặc nếu mà anh em muốn đi check bất cứ chỗ uy tín để check chính hãng của sản phẩm này cũng có thể đi check thoải mái nhé thì với chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ có mã máy 116201 à, với cái mẫu này thì đến cuối 2019 thì Rolex họ đã dừng sản xuất để cho ra mắt những cái mẫu đồng hồ có thiết kế đời mới có mã máy mới 126 thì với cái mẫu này trong thời hiện tại thì rất là hiếm trên thị trường và gần như là chỉ mình em tú có một chiếc đồng hồ có đét cao đẹp như này mà thôi và với mức giá rất là dễ chơi đó là lanh quanh 255 triệu là anh em mình có thể sở hữu được một chiếc đồng hồ với thiết kế vô cùng bắt mắt mặt số màu nâu mặt số hoa năm cánh cọc số kim cương liền rãnh khía bộ dây đi kèm sẽ dây jubilee thiết kế đè mi rất đẹp nhá và anh em quan tâm nhiều nhất đó là tình trạng của một chiếc đồng hồ đã qua dụng thì uh, bây giờ em sẽ sâu cho anh em về cái phần thân vỏ nhá. Đây ạ, uh, phần thân bên dưới này vô cùng sắc bén nhá, với những góc cạnh cực kỳ bén cạnh luôn. Phần niềng răng khía thì vẫn rất là bén này. Bộ dây đi kèm chúng ta sẽ có bộ dây Jubilee này, bộ dây Jubilee này thì uh, rất là cứng này, anh em nhìn thấy này gần như là thẳng tắp luôn. Và chúng ta sẽ có ba chỉ chính giữa sẽ là vàng đặc nguyên khối, hai chỉ bên cạnh thì sẽ là thép phay xước. Và chúng ta sẽ có thiết kế khóa Jubilee nhá. Uh, à mặt sau đáy này thì uh, mặt đáy em có dám một cái một cái siêu để bảo vệ phần mặt đáy thì với chiếc này thì tất nhiên để em đã uh, tút tát lại một chút để cho cái phần thân vỏ và phần vàng nó sẽ bóng lên và em vẫn giữ được đó là những cái góc cạnh và những cái bén đẹp của cái chiếc này nhá đi đến với phần mặt số thì anh em nhà mình sẽ có một cái phần mặt số có màu nâu trầm ấm rất là đẹp và cực kỳ cuốn hút khi mà trên tay chúng ta sẽ có một cái phần mặt số khá đơn giản chỉ có cọc số ở góc 6 giờ và góc 9 giờ được gắn như viên kim cương đẹp nhất mà thôi và để các phần còn lại thì nó sẽ uh, để mặt số trống để giúp cho cái phần mặt số được hoàn thiện bởi các bông hoa lăm cánh trở lên đẹp đẽ và cuốn hút nhất ở bên trên góc 3 giờ chúng ta sẽ có ô lịch ngày nhá và trên phần mặt kính chúng ta sẽ có một cái phần núp giọt nước để giúp cho ô lịch to và rõ ràng hơn rất nhiều bộ kim vuông đặc trưng của dòng sản phẩm đế và ở bên trên góc 2 giờ thì anh em nhà mình vẫn sẽ có đó là logo thượng của hãng, dòng sản phẩm Deadshot, dòng chữ Rex và bên dưới chữ kim chúng ta sẽ có một cái dòng chữ quen thuộc đó là dòng chữ Supertip Chronometer chứng nhận cho một chiếc đồng hồ dụng bộ máy cơ khí đạt cái sai số cộng trừ không quá 2 giây một ngày chính xác gần như là tuyệt đối nhá còn ở bên dưới cọc số các 6 giờ thì sẽ là một cái dòng chữ Sweetmate để chứng minh cho một chiếc đồng hồ được sản xuất tại Thụy Sĩ anh em nhé. Trên cái phần, phần vành mặt số thì sẽ là vẫn những cái dòng chữ Rolex được khắc laser chạy xung quanh phần vành một số và số serial của chiếc này thì sẽ được khắc đầy đủ và rõ ràng ở bên dưới góc 6 giờ. Anh em nhà mình sẽ thấy được ở chỗ tay nó chỉ đây ạ. Đó, đầy đủ mã máy số seri nhá. Đầy đủ mã số seri, anh em mình có thể check chuẩn số seri trên đồng hồ và trên thẻ là có thể yên tâm rồi ạ. Mặt kính sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối cực kỳ dày và siêu trong, có một cái phần núp ở bên trên góc 3 giờ. Mặt kính này bởi vì sẽ được làm thiết kế nó rất là dày nó sẽ nổi lên so với cái phần mặt điền bởi vậy thì nếu mà uh, những anh em không để ý thì cũng có thể va đập vào mặt kính này làm mẻ kính nhưng cái chiếc này của em thì mặt kính sẽ là không hề bị mẻ một chút nào nha anh em nhá đó và mặt kính này chắc thì chắc chắn sẽ là mặt kính zin rồi có logo ẩn ở bên dưới góc 6 giờ còn về đây sẽ là bộ dây đi ạ. còn bên tay phải của em chúng ta sẽ có thiết kế lúa vặn cổ chai thì với thiết kế lúm vặn cổ chai này có độ chống nước cho chiếc ngoài lên đến 100 m anh em có thể rửa tay đi mưa cũng như vệ sinh ở một cách rất thoải mái nhé với với thiết kế lúm vặn cổ chai thì anh em chỉ cần vặn ngược ra để mở núm và rút được một lớp xe chỉnh lịch và rút thứ hai xe chỉnh giờ nhé bộ dây đi kèm rất là đẹp đấy ạ và đầy đủ mắt dây nhá anh em cổ tay to vẫn có thể đeo được thoải mái luôn với thiết kế khóa jubilee khóa liền mạch thì anh em nhà mình chỉ cần gập đôi khóa này lại và bấm vào cái đoạn gần logo là chúng ta có thể đóng được khóa. Và với thiết kế khóa liên mạch như vậy, anh em sẽ thấy được một kiểu dạng thiết kế bộ dây liên mạch với khóa và chúng ta sẽ có logo của hãng, rất là đẹp đúng không ạ? Một cái mẫu đồng hồ sử dụng bộ dây cực kỳ tuyệt vời. Anh em chỉ cần kéo nhẹ cái phần đầu khóa lên để mở khóa, rất dễ dàng thôi. Còn đây xem mặt sau dây đi ạ. Đó, mặt sau dây đây nhá hoàn thiện phay xước toàn bộ và mặt đáy thì sẽ là mặt đáy kín với cái mẫu đồng hồ sử dụng bộ máy 3135 thì với bộ máy này chúng ta sẽ có tích code đó là 48 tiếng sai số cộng trừ không quá 2 giây một ngày chạy chính xác trong mọi điều kiện mọi môi trường sai số với một chiếc Rolex thì uh, trong vòng một tháng sai một hai giây đó là chuyện bình thường tại vì khi mà anh em đeo hàng ngày thì uh, khi mà chúng ta để tay ở mỗi góc độ thì cái bộ máy này nó sẽ có những cái sai số khác nhau nó sẽ sâu bù đi cho nhau và với một cái bộ máy của nhà Rolex thì à, anh em đeo vài ngày không sai gì nào đó là chuyện rất bình thường luôn tổng quan của chiếc này thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đã qua dụng nhá tình trạng thì vẫn còn rất là mới bén đẹp đầy đủ phụ kiện đi kèm và với thiết kế vô cùng bắt mắt dây jubilee niềng rãnh kia mặt số hoàn thiện bằng công nghệ trẻ tia và cũng có đó là những cái bông hoa lăm cánh tài lộc ở bên trên góc 6 giờ và góc 9 giờ sẽ là cọc số gắn kim cương zin của hãng và với chiếc này thì em đang có mức giá giao lưu rất là tốt gửi đến anh em mình đó là 255 triệu nhá với chiếc này thì em sẵn sàng giao lưu tại Hà Nội và em cũng, cũng có thể giao hàng trực tiếp trên toàn quốc số tài của em em phải góc màn hình nhá anh em cần em tư vấn hỗ trợ thì gửi alo cho em ạ Cảm ơn anh mình đã theo dõi em xin kết thúc video tại đây